Công ty du lịch Hương Giang với khối khách sạn được xây dựng bên bờ sông Hương, một vị trí đẹp ở Huế, từng là niềm tự hào của ngành du lịch Thừa Thiên Huế. Sau cổ phần hóa từ tháng 1 năm 2008, vốn nhà nước trong đơn vị này chiếm tỷ lệ chi phối với 62,68% trên vốn điều lệ. Tuy nhiên, liên tục trong các năm 2014, 2015 và 2016, doanh nghiệp này đều làm ăn thua lỗ. Thực hiện chủ trương chung của chính phủ về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các ban ngành chức năng tiến hành quy trình thủ tục thoái vốn theo các quy định của Nghị định 51, Nghị định 71 và mới đây nhất là Nghị định 91. Ngày 30 tháng 3 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định số 624 về việc phê duyệt nhà đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Vitexco để thực hiện thoái vốn tròn lô số cổ phần nhà nước hiện đang nắm giữ tại công ty cổ phần Hương Giang với số tiền chuyển nhượng hơn 158 tỷ đồng. Có nghĩa là thương vụ này được thực hiện theo hình thức thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư thay vì bán đấu giá. Và đây cũng là một trong những vấn đề lớn khiến dư luận hoài nghi. Qua cái nghiên cứu, rồi khảo sát thì tỉnh đã đồng thống nhất chọn Vitexco là một nhà đầu tư chiến lược. Trên cơ sở đó thì chính phủ đã có cái văn bản thống nhất cho tỉnh là chọn đối tác và đàm phán để bán trực tiếp cái phần vốn của nhà nước thoái vốn. Việc thực hiện thoái vốn đã được tiến hành theo quy trình, trong đó khâu thẩm định định giá tài sản là hết sức quan trọng để đảm bảo tài sản của nhà nước không bị thất thoát. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã hai lần chọn hai đơn vị tư vấn gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam. Các đơn vị trên đều nằm trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép hoạt động trong lĩnh vực này. Kết quả định giá đưa ra vào khoảng cuối tháng 5 2015 của Bản Việt là 11.600 đồng một cổ phiếu và miền Nam là 12.066 đồng một cổ phiếu. Tỉnh thành lập một cái hội đồng thẩm định để mà thẩm định lại cái giá trị. Và hội đồng này đã làm việc nghiêm túc và thẩm định ra được đề xuất lên là cái giá là 12.600, tức là cao hơn cái giá thẩm định ban đầu và cao hơn cái giá mà đơn vị thẩm định này thứ hai. Cần nói thêm rằng, sau cổ phần hóa vào năm 2008 đến nay, đất mà công ty du lịch Hương Giang đang tọa lạc được thuê của nhà nước, trả tiền theo từng năm, không được trả tiền cả 50 năm và chỉ dùng vào mục đích làm du lịch. Theo quy định hiện hành thì lợi thế về đất đai không được tính để định giá tài sản. Hay nói cách khác, đất đó không được chuyển nhượng khi thoái vốn nhà nước. Mặt khác, so sánh với một số thương vụ do tư nhân chuyển nhượng cổ phiếu của công ty du lịch Hương Giang ở cùng thời điểm mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, thì giá chỉ dao động trong khoảng 5.000 đồng một cổ phiếu. Đến đây có thể khẳng định, việc thoái vốn nhà nước ở công ty du lịch Hương Giang đã được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của nhà nước và được chuyển nhượng với giá cao nhất tại thời điểm đó. Vấn đề còn lại là người dân cũng như lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đang trong đời Vitexco sẽ thể hiện vai trò là nhà đầu tư chiến lược như thế nào để góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngành du lịch Thừa Thiên Huế phát triển như đã cam kết, và thời gian sẽ có câu trả lời.